Ý là hồi đấy nha thì chị thấy là chỉ toàn nước mắt thôi. Thấy con như vậy nó nhìn nó không được giống như người ta. Ăn uống thì bú miệng cũng không được, bú khi ăn cái gì cũng không được. Tất cả chỉ nhờ vào cái ống chích thuốc. Thì chị hút vô, chị bơm vô trong cái họng của cháu. Nhưng nói chung là từ đấy đó nha tới giờ chị là chỉ có biết khóc rồi biết không biết làm gì hết. Wir haben Dad im März diesen Jahres kennengelernt. Er wurde uns damals von den Ärzten vorgestellt als sehr schwieriger Fall, weil bei ihm vorherige Operationen schiefgegangen sind. Dort ist ein ausländisches Team reingekommen und hat wahrscheinlich mit wenig Erfahrung eine Operation durchgeführt, wo ein großes Loch vor allen Dingen im Bereich des harten Gaumens übrig geblieben ist. Wir haben gesehen, dass wir dort diese Operation nicht durchführen konnten und wurden dann von unserem Partnerhospital gebeten, diese Operation jetzt hier in Deutschland durchzuführen. The boy from the Vietnamese province of Phan Thiet is 10 years old when he and his mother set off from Munich. Both have been waiting for this day ever since Da was born with a cleft lip and palate. Để nó ra nó như vậy thì hàng xóm có chút người ta hơi dòm ngó một chút vì nó cái khu vực đó không có ai giống như con mình hết, thì họ cứ dòm ngó rồi tới giờ nó lớn lên thì đi ra đường cũng có nhiều người trêu chọc hay họ nhái nó ngọng nghịu rồi nó không nghe đó, thì nó cũng cứ về nó khóc thôi, có miệng con cứ hễ nó kể mình nghe thì mình khóc mà nó One. One. Two, Ừ. three, Ừ. four, Ha. seven, Hai bạn. eight, Ừ. nine, Nine. ten. Cleft lip and palate are among the most common birth defects. Some 250,000 children with cleft lip and palate are born each year. International aid organizations promise a new hope through a free surgery. However, the desire to help is not always their primary motivation. The missions offer an opportunity to gather real-world surgical experience. This can have grave consequences for the patients. Cũng là cái bệnh viện răng hàm mặt, nhưng họ cũng dẫn cái đoàn nước ngoài về, nhưng mà về quê của chị ở Phan Thiết. Có cái cô trưởng khoa của bệnh viện răng hàm mặt mà chị đi mai mối á, cô đó dẫn đoàn nước ngoài về bệnh viện Phan Thiết là may. Ý là mổ xong được 3 ngày thì đoàn về nước hết, tự ở đây rồi nó khóc rồi nó làm sốt rồi nó bung xuống toàn bộ hết sổ, chỉ nhìn vô trong họng là chỉ thấy một cái gì nó xà xuống trong họng mà chỉ là khóc thôi, khóc mê là máu thôi, rồi là sốt nó nằm trên bệnh viện nó 20 mấy ngày. Both palatine arteries were severed during the procedure. As a result, the tissue of the palate died. A fistula formed between the mouth and the nasal cavity, which prevents Da from drinking, eating, and speaking properly. In two operations, the team in Munich reconstructs the nasal floor and the palate with a graft. For this purpose, skin from Da's leg and arm is removed, along with its blood vessels, and then transplanted into the palate. Là thấy tiếc rồi thì nó hồi lâu giờ ở bên Việt Nam thì không có tiếc, cái bữa đó có tiếc thì sáng mai nó bị mở cửa sổ ra thò hút cho nó cục thử hút vô thì chạy nước nó mừng nó cười là đầu tiên á.
Ich denke, dass es ein gutes Beispiel ist, dass man diese doch komplexen Operationen nicht Anfängern überlassen sollte, die einmal im Jahr eine solche Operation unbedingt machen wollen und dann in ein fremdes Land fahren und solche Komplikationen letztendlich verursachen. Wir haben uns entschieden, diese Operation hier auch durchzuführen, um diese Problematik auch etwas nach vorne zu stellen und auch dafür zu sensibilisieren, dass eigentlich nur die nachhaltige Hilfe in den Ländern selber helfen kann. Because even if all goes well, a big problem remains. After the operation, when the doctors have left, the patients are on their own. There are no follow-up appointments after the surgical intervention. The affected person has no access to necessary further therapies. Sustainable Development Aid begins where an aid mission ends. If local conditions permit, the goal is to set up independent structures and long-term projects. In addition to the provision of financial resources, the training of local specialists and therapists is of great importance to ensure medical quality standards. Because Da is not an isolated case. Around every 600th newborn is affected by cleft, worldwide, as well as in Germany. While affected children in Germany receive comprehensive medical care from birth, many children in other countries do not have access to qualified treatment. The parents do not have the necessary financial means and often do not know the causes and treatment options. Without treatment, the affected children suffer under the consequences of the malformation all their lives. They experience stigmatization, ridicule, and exclusion. They cannot eat and drink properly. Their speech is difficult to understand. Often they and their families live on the margins of society. The operation in Germany has changed Da's life. Nevertheless, such rescue missions should remain the exception. Today, Da likes going to school. He no longer has to fear the mockery of his classmates. Barely a year after the operation, he is one of them. Đi học rồi, bây giờ thì bạn thì chỉ có hai đứa. Hai đứa đó thì nó nghe nói giống như sáng mai đi học thì nó đạp xe trước nó giữ đi. Thằng đây là muốn ăn cái gì thì nói không nghe thì hai đứa đó có thể nói lại mấy cái người bán á. Thì nó nghe nó không quen, nó lúc nó không cảm, nó chơi chung. Da's treatment is far from over. He receives regular care with speech therapy and orthodontics in Vietnam from qualified Vietnamese doctors.